Ơi, chào mọi người nha. Hôm nay mình chỉ cho mọi người thêm một cái cách mà để chạy cái motor mà nó có cái mô đen như thế này nè. Anh em nào có cái mô đen như thế này á thì làm giống như mình nè. Đó, kiếm một cái test servo nè. Đây là cái test servo. Đó. Xong rồi nè. Cái 24V nó là trên dương nè, mình lấy 12V cũng được để chạy chậm thôi. Cái trên BG là cái trên trên mát á. Nha. Rồi á, để kích cho xung cho nó chạy á, anh em kích giờ vô vô cái chữ mode on nè, cái chữ on nè, thấy không? Đó, bây giờ mình bắt đầu mình kích vô cho anh em coi nè. Đó, nó chạy đó. Kích vô cái chữ trên on á, mình đang kích cho trên on nè. Đó, anh em là có cái mô đen như thế này á thì là như mình kiếm một cái test sạch vô, nhớ nha, cái test sạch vô 5V nha anh em. Đó thôi, chào mọi người nha.